tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo. Trong bài ngày hôm nay, cô trò mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhóm chữ G, Y. Các con lưu ý, hôm trước chúng ta học là Y ngắn và ngày hôm nay chúng mình sẽ học về Y dài. Và chữ G này cũng là G đơn, sau này các con sẽ được học chữ G ghép. G. G. Chữ G. Chữ G. Gà trống. G. Gà trống. Chữ G. Cái gối. G. Cái gối. Chữ G. Y tá. Y. Y tá. Chữ Y. Cái thuyền. Y. Cái thuyền. Chữ Y. Bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau ôn tập lại. G. Gà trống. G. Gà trống. Y. Y tá. Y. Y tá. Như vậy ở bài ngày hôm nay các con đã được học thêm hai chữ là chữ G và chữ Y. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo của olm.vn.